Vâng, xin kính chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên sóng một dàn xe 7 chỗ mà giá tiền chỉ với hơn 100 triệu đồng một chiếc. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe 7 chỗ máy dầu, máy xăng hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ đến một mẫu xe hôm qua vừa mới cập bến cửa hàng. Đấy, mẫu xe tiền tỷ lay rớt giá chỉ còn hơn 300 triệu đồng thôi. Đó là một mẫu xe Toyota Fortuner động cơ máy xăng hai cầu gầm cao máy thoáng các bác nhá. Một mẫu xe tiền tỷ bây giờ giá tiền chỉ còn hơn 300 triệu đồng. Một mẫu xe Toyota Fortuner sơn xi màu đen đăng ký 7 chỗ ngồi, form dáng thì rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ, ký nháy lăn tay đầy đủ rồi. Sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc các bác nhá. Dòng này thì đi rất là bền và lành. Đấy, gầm cao máy thoáng này. Bác nào mà to cao đẹp dai khỏe mạnh đi mẫu xe này thì rất là ok các bác nhá. Đấy, Toyota Fortuner 2011. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, con này thì đã được lên màn hình Android này. Đấy, đề lỗ start top này. Đấy, động cơ máy xăng hai cầu, trần nỉ nguyên zin nguyên bản theo xe. Mẫu xe keo chỉ zin, máy số zin, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, ghế chỉnh điện 4 chiều các bác nhá. Mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ với 385 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe tiền tỷ bây giờ chỉ còn 385 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner thương hiệu Nhật Bản, mẫu xe bền bỉ, vâng, rất là bền luôn. Xe này thì đi rất là bền và lành các bác nhá. Đấy, rất là bền và lành luôn. Đấy, sơn xi thì màu đen huyền bí này, lốp dép thì mới cả dàn luôn. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, form dáng thì rất là đẹp luôn. Và em lại đến một mẫu xe chỉ giá chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, bên em thì giảm giá từ 20 triệu đồng đấy, cho đến 50 triệu đồng một đầu xe các bác nhá. Giảm sập sàn luôn. Đấy, con này em giảm 30 triệu đồng con này. Chuyên mẻ led Vivante, sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 2.0, máy xăng, đeo biển kiểm soát 11A. Vâng, 111A biển Cao Bằng. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi lại chỉ còn 145 triệu đồng. Đấy, số tự động luôn các bác nhá, số tự động luôn. Đăng kiểm thì đăng kiểm mới tinh các bạn này. Đấy, đăng kiểm mới tinh, dài như cầu Thanh Trì luôn. Đấy, với cái lắng 38-40 độ C thì các bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe, đấy, một chiếc điều hòa di động đang có tại bãi xe bên em, alo cho em. Đấy, chuyên mẻ lắt Vivante 7 chỗ ngồi mà chỉ với 145 triệu đồng. Vâng, chỉ với 145 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe chuyên mẻ lắt Vivante thương hiệu của nước Mỹ đây. Và đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.8, đeo biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cho mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, vâng, lại giảm giá chỉ còn ở đâu đó là 142 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 142 triệu đồng. Đấy, bác nào mà mới khởi nghiệp thì mua con này về thì rất là ok các bác nhá. Đấy, đóng vào trường lái con này thì rất là ok. Dòng này đi rất là bền và lành. Đấy, thương hiệu Nhật Bản 7 chỗ ngồi. Đấy, số tự động các bác nhá, số tự động này. Đấy, giá tiền nay chỉ còn 142 triệu đồng. Vâng, chỉ với 142 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cho các bác, bao rút hồ sơ gốc các bác nhá. Mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đấy, 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có 142 triệu đồng. Sản xuất năm 2003 các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản này. Đấy, số tự động các bác nhá. Chuyên mẻ led Vivante, sản xuất năm 2008 này. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0. Đấy, 7 chỗ mà giá chỉ với hơn 100 một chút thôi. Đeo biển kiểm soát hai củ lạc 88A. Đấy, vâng, nay chỉ có 135 triệu đồng, 2008 các bác nhá. Đấy, 7 chỗ ngồi. Các bác mua về chạy gia đình hoặc chạy công trình công trường đều ok các bác nhá. 2008 này. Đấy, giá tiền chỉ với 135 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đấy, sơn xi thì màu bạc, vâng, biển kiểm soát hai củ lạc 88A. Đấy, một mẫu xe chuyên mẻ lắt Vivante, sản xuất 2008 này. Con này cũng 2008 nhưng nó là số tự động các bác nhá. Sơn xi màu đen, biển kiểm soát Cao Bằng, vâng, 145 triệu đồng.
Và đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Ford Everest. Vâng, động cơ máy dầu, gầm cao, máy thoáng này, số tự động các bác nhá. Đấy, máy 2.5, máy xăng. Một mẫu xe máy dầu, vâng, động cơ của nó 2.5. Vâng, nay chỉ còn có 299 triệu đồng thôi. Đấy, sập sàn luôn các bác nhá. Con này sập sàn tới 40 triệu đồng các bác này. Đấy, giảm sập sàn tới 40 triệu đồng một đầu xe này các bác nhá. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe 7 chỗ máy dầu, máy xăng, vâng, số tự động, số sàn, đấy, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, cứ alo cho em. Đấy, con này thì 2008, số tự động, nay chỉ còn 299 triệu đồng. Tiếp tục đây cũng là một mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2008, động cơ máy dầu, máy 2.5. vâng, một mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2008 này, số tự động, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ các bác nhá. Biển Hải Phòng hoa phượng đỏ này, sơn si của nó màu phấn hồng rất là đẹp luôn. Vâng, với giá tiền con này chỉ còn 299 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, bao rút hồ sơ gốc miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Biển Hà Nội thì rất là có giá trị luôn. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Ford Everest, động cơ máy dầu máy 2.5 này, cứ alo cho em. Đấy, một mẫu xe gầm cao máy thoáng các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ mà lại có biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội thì rất là có giá trị luôn. Mẫu xe Kia Carrera. Vâng, Kia Carrera động cơ 2.0. Vâng, động cơ 2.0 máy xăng. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, địa bản đủ. Đấy, biển Hai Củ Lạc 88A. Sơn si thì màu bạc xịn sò luôn các bác nhá. Một mẫu xe Kia Carrera. Vâng, một mẫu xe bản đủ, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Đấy, giá tiền con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là đâu đó chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, 2016. Vâng, con này sập sàn luôn, chỉ còn 289 triệu đồng. Đấy, bác nào khéo mồm khéo miệng đến đây em còn lộc lá cho các bác luôn nữa các bác nhá. Còn có cả lộc lá luôn cho các bác luôn, 7 chỗ ngồi. Đấy, Kia Carrera động cơ 2.0 bản đủ. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Carrera bản đủ, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, alo cho em. Vâng, một anh chàng to cao đẹp trai đến từ thương hiệu nước Mỹ, đó là một mẫu xe Chevrolet Captiva. Vâng, một mẫu xe Chevrolet Captiva, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, sơn si màu vàng cát, số tự động, vâng, đời 2009. Mà giá thì thật rẻ luôn các bác nhá. Giá rẻ giật mình luôn. Vâng, chỉ với 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng. Đấy, so với năm ngoái thì con này nó là phải rơi vào tầm độ khoảng gần 300 triệu đồng. Nay chỉ còn 235 triệu đồng. Đấy, giá rẻ sập sàn, giá rẻ giật mình. Vâng, ai mua xe đẹp, xe rẻ cứ chạy khỏe đến bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Captiva 2009, số tự động, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này, alo cho em. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe đeo biển kiểm soát Bắc Giang 98A, vâng, 54607. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe Gold. Santa Fe Gold sản xuất 2003, số tự động, động cơ máy dầu, sơn si thì màu mận chín, biển kiểm soát Bắc Giang. Con này thì em giảm sập sàn luôn các bác nhá. Nay chỉ còn 198 triệu đồng thôi. Vâng, 229 triệu đồng, nay chỉ còn 198 triệu đồng. Giảm từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe bên em, cứ alo cho em. Đấy, động cơ máy dầu các bác nhá, nội thất này rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện Santa Fe Gold các bác nhá, màn hình Android. Đấy, mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Vâng, 7 chỗ ngồi mà giá chỉ với 198 triệu đồng. Nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, số tự động. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Toyota Fortuner động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao, máy thoáng. Mẫu xe tiền tỷ chỉ còn 385 triệu đồng. Đeo biển kiểm soát 36A, một mẫu xe Toyota, Toyota Innova. Vâng, biển kiểm soát Thanh Hóa các bác nhá. Sơn si thì màu bạc, la răng đúc 4 bánh này, đăng kiểm thì dài như cầu Thanh Trì luôn. Đăng kiểm thì bên em mới đăng kiểm mới tinh rồi. Đấy, đăng kiểm mới tinh. Đấy, tháng 4 năm 2024. 198 triệu đồng. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng cho một mẫu xe Innova 2010. Đấy, dòng xe quốc dân. Vâng, giá cả bình dân. 2010 chỉ với 198 triệu đồng. Một mẫu xe Innova, con này nó là bản G các bác nhá, bản G số sàn.
Đấy, bác nào mới khởi nghiệp thì mua con này thì về thì nhanh thu hồi vốn các bác này. Sơn si thì màu bạc, vâng, biển kiểm soát Hoa Thanh Quế và quê Thanh Hóa các bác nhá. Mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, vâng, mẫu xe Toyota Innova, Hàn Quốc dân, giá cả bình dân. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova, con này thì nó là bản đủ bản G. Vâng, bản đủ bản G, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ, mẫu xe 8 chỗ ngồi. Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành. Vâng, mẫu xe Innova này, đấy, bên em đang chào bán con này với giá là 240 triệu đồng. Vâng, chỉ với 240 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, Hàn Quốc dân. Vâng, giá thì rất là bình dân. Đấy, sơn si thì màu, con này nó là màu như kiểu màu mực tím các bác nhé. Đấy, màu tím tím này. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, đeo biển kiểm soát Hòa Bình 28A, vâng, 10294 này, mang nước sơn màu bạc, vâng, mang biển kiểm soát Hòa Bình. Một mẫu xe Innova, vâng, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quế đá các bác nhá. Đấy, giảm sập sàn cho các bác đây cũng chỉ còn 242 triệu đồng thôi. 242 triệu đồng 2010. Đấy, bản G nó là bản đủ của dòng Toyota Innova số sàn các bác nhá. Đấy, máy số zin luôn. Đấy, keo chỉ zin. Đấy, sơn si màu bạc, vâng, biển kiểm soát Hòa Bình, tư nhân chính chủ, ký nháy lăn tay đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Sơn si màu bạc xịn các bác nhá, màu bạc xịn luôn, không đổi màu, không đâm xô, không tai nạn. Và đây là một mẫu xe mang nước sơn màu vàng cát, vâng, một mẫu xe Toyota, Toyota Innova 2015. Đấy, 2015 số sàn khối động cơ 2.0, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Con này nó là bản G, đời cao chót vót luôn, đời 2015 các bác nhá. Mà giá tiền chỉ với 320 triệu đồng thôi. 320 triệu đồng còn có bao hồ sơ về cho các bác. Bao rút hồ sơ gốc các bác nhá. Đấy, bao rút hồ sơ gốc, màn hình Android này. Đấy, cũng có cam nồi đầy đủ, gương kính chỉnh điện này, túi khí ABS này. Đấy, mà chỉ còn 320 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 320 triệu đồng. Đấy, bác nào khởi nghiệp mua con này thì rất là ok các bác này. Đấy, form dáng thì nó là form rất là đẹp rồi. Biển kiểm soát Hà Nội 30A847525. Đây là một mẫu xe Innova, đấy, sản xuất 2007. 2007 mà giá tiền chỉ với 100 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 178 triệu đồng 2008 các bác nhá. Con này thì 2008 nó là bản G, 178 triệu đồng. Toyota Innova, vâng, sản xuất năm 2010. Em này nó là bản G. Bản G số sàn khối động cơ 2.0 máy xăng. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ ngoài biển Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Vâng, nay chỉ còn 242 triệu đồng thôi. Đấy, con này giảm tới 40 triệu đồng luôn các bác nhá, 30 triệu đồng luôn. Đấy, 242 triệu đồng. Đấy, giảm hơn 30 triệu đồng các bác nhá. Hơn 30 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova rồi. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Innova Hàn Quốc dân, giá cả bình dân, nay chỉ còn 242 triệu đồng này, cứ alo trực tiếp cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhá. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, cốp sau xe các bác nhá. Đấy, chân của nó là chân nỉ các bác này. Đấy, chân nỉ các bác nhá. Hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn. Đấy, màn hình Android, cam nuôi đầy đủ, sơn si thì màu vàng cát. Biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá. Đấy, rất là ok rồi. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Innova Hàn Quốc dân, đấy, giá cả thì bình dân này, cứ alo cho em. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova 2009 này. Đấy, cũng là bản G. Vâng, giá tiền chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. À, vâng, 229 triệu đồng các bác nhá. Đấy, bản G số sàn, vâng, tư nhân chính chủ, ký nháy lăn tay đầy đủ. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ này, 229 triệu đồng. Đấy, mẫu xe Innova bản G. Đấy, bản G số sàn động cơ 2.0. Toyota Fortuner 2010. Vâng, 2010, số tự động. Vâng, số tự động. Đấy, động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao máy thoáng này. Với giá tiền của chiếc Toyota Fortuner, bên Đoàn Nghị đang chào bán con này với giá là đâu đó là chỉ với 258 triệu đồng các bác nhá. Đấy, động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao máy thoáng, tư nhân chính chủ mà là con biển Hà Nội. Đấy, bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển này. Bên dưới nó vẫn là ghế da xịn các bác nhá. Ghế da xịn, màn hình Android này, túi khí cũng như ABS. Đấy, đầy đủ rồi. Đấy. Dạ vâng, vừa rồi thì Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ
máy dầu, máy xăng mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng một chiếc. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe 7 chỗ máy dầu, máy xăng đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.